Bình thường em giới thiệu cho các anh chị mình những cái chậu huyết long hàng phi 12 hoặc là cao lắm là hàng phi 18 thôi Nhưng mà với cái thân thủ thì em thấy là nó cũng đẹp rồi đó Nhưng hôm nay em sẽ cho các anh chị mình xem những cái chậu huyết long nó khủng đến cỡ nào các anh chị ha Đây trước mắt mọi người là một cái chậu tác phẩm huyết long xưa Siêu to bự luôn nè cả nhà Đây em cho các anh chị mình xem nha Cái cổ tay của em nè khủng khiếp chưa các anh chị và đây là một cái chậu giá trị cực kỳ cao luôn đây là vương hoa màu của quyết long xưa nè à, ngoài những cái chậu huyết long á thì ở đây có những cái chậu huyết long size nhỏ hơn đây cho các anh chị mình coi đây nè anh chị trời ơi đây là nhỏ nhất vườn rồi đó cả nhà một cái chậu huyết long rất là đỉnh luôn ha đây siêu to bự luôn và khi chia sẻ cái clip này thì em nghĩ đây chính là động lực để cho các anh chị mình làm những cái chậu viết long tác phẩm khủng rồi nó rất là cao luôn mọi người em cao tới một m tám lần á mà cây này nó cao gần bằng em luôn chứng tỏ là cái độ này là nó còn cao nữa nha cả nhà ơi dòng viết long xưa thì ngoài cái bản lá đẹp phát hoa đẹp ha thì về cái thân thủ thì các anh chị mình thấy khỏi chê rồi nên anh chị nào mình đang có ý định muốn tìm những cái chậu huyết long để mình vỗ nên những cái chậu tác phẩm bự như thế này thì các anh chị mình có thể liên hệ trực tiếp về với hoa lan di phong hoặc đón sale giỏi những cái buổi live của hoa lan di phong ha để giới thiệu cho các anh chị mình những cái chậu như thế này à, để có được một chậu huyết long to khủng như thế này thì các anh chị mình ít nhất mình mất phải ba năm để mình làm được một cái chậu tác phẩm